Đồ chơi cho con nít chăng? Hucky Wucky chính là một sinh vật có hình là một con khỉ rất là dễ thương và nổi tiếng trong một tựa game khá phổ biến đấy. Nguồn gốc của nó là dẫn tới một sự ôm ấp và đáng yêu cho những đứa trẻ con được sản xuất bên trong một nhà máy. Nhưng có nghi vấn rằng một đám nhà thí nghiệm khoa học ma quái đã gây ra một số tai nạn khiến cho Hucky này trở thành một sinh vật đáng sợ và bị nguyền rủa. Nó đã tiêu diệt, xé toạc cổ họng ra, tra tấn và giết chết rất là nhiều nhân viên nhà máy rồi đi ra bên ngoài để gặp những đứa trẻ con ngây thơ nhất. Chuyện gì xảy ra với chúng thì ai cũng đoán được rồi. Những người kia chỉ nói là sử dụng những hình ảnh của Hucky này để cho trẻ con có thể đối mặt được với nỗi sợ hãi. Nhưng không phải lúc nào cách này cũng đúng, mà còn đem lại hậu quả ngược lại nữa. Thoát được đâu thì chưa thấy, nhưng chúng có thể bị giam giữ lại ở căn phòng quá khứ đen tối đó mãi mãi.